Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu trên mọi miền Tổ quốc. Con em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như lời động viên của bác tới kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, em xin hạnh giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu giải mã của hãng Tourer với model là PDR-D7. Đây là một chiếc đầu đã được bác khách ở Quảng Ninh đã chuyển đủ tiền đặt mua với giá là 5,5 triệu đồng. Đấy, hàng về ngày 19 đúng không ạ? Đấy. Thì trước ngày hôm nay đã vệ sinh xong và em làm video test trước khi gửi đi cho bác chủ được biết, cũng như là anh em nào chưa biết sản phẩm này cũng được chiêm ngưỡng. Thì sản phẩm này được sản xuất năm 1998 với giá xuất xưởng của nó là 124.000 yên, nó tương đương với khoảng độ 25 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Nó sở hữu mặt sai ngang là 42 cm, chiều cao của nó là 10,5 cm và chiều sâu của nó là 39 cm. Chiếc đầu này nặng 6 kg. Mặt là màu vàng cát, này các bác gọi màu vàng gold hay là màu vàng chanh thì các bác. Đấy, em thì gọi là màu vàng cát. Đấy, rất là đẹp và sang trọng. Đồng đời mới, cửa đĩa ở giữa, ngò quát đấy ạ, ở giữa luôn, cũng rất là đẹp, bố trí rất là hợp lý. Đấy. Thì chiếc đầu này có chức năng đọc đĩa CD, đấy, ghi đĩa CD và giải mã mạng không mồi 24 bit. Đấy, nhưng mà hôm nay em không có đĩa để test cái chức năng ghi, em chỉ bán cái đầu với chức năng là đọc đĩa CD và giải mã mạng qua đường optical, là đường cổng quang, cổng cô xoang là cổng đồng trục. Đường analog thì chúng ta gọi là khuếch đại âm thanh, các bạn cho chuẩn. Đấy. Giờ chiếc đồng này có đầy đủ cổng rào, cổng ra. Đấy, có 3 cổng vào, 3 cổng ra để cho các bác được kết nối các thiết bị bên ngoài. Đây, một chút nữa em sẽ quay phần phía sau để cho các bác được chiêm ngưỡng. Phần ngoại hình thì chiếc đầu này về thì cũng rất là đẹp các bác. Đẹp. Đấy. Đây là nó chỉ có một vết rất là nhỏ đây, vết nhỏ này. Đấy. Đây các đường cổng chọn này, cô xoan này, optical này, analog này, và đây là volume chỉnh tăng giảm âm lượng. Đấy, đánh bài đây ạ. Thì các bác nhấn vào giờ co này, giờ co này thì nó sẽ giải mã luôn. Đó nhé. Đầu thì không có bị cấn móp gì cả, rất là đẹp. Đấy. Đã phá phần nắp lưng rồi, trước em mở phần nội thất rồi. Lưng này rất là đẹp. Đấy. Và đây có một cái phần chút xíu gọi cái vết hơi sức nhẹ đấy ạ, cạnh thôi ạ. Đấy, rất là đẹp. Đây, mặt sau của nó ạ, model của nó là PDR-D7, điện 100V, công suất của nó 16W, xi máy của nó đấy ạ 000484GB. Đấy, dây nguồn rời. Đấy, dây đường 3 số rời. Đây là đường analog ra. Đấy, được mạ vàng đó nhá, được em kết nối với âm ly. Đây là đường live vào để kết nối giải mã này. Đấy, là gọi là khuếch đại âm thanh này, qua đường bắc kết nối qua thiết bị khác của đường analog này hoặc là điện thoại hay thiết bị tùy các bác. Đấy. Và đây đường vào là cổng quang này, em kết nối với chiếc đầu Victor ở phía dưới này để nguồn phát, và đây là giải mã này. Đấy, và nó có đường vào luôn cổng cô xoan đây, một nắp chụp cũng rất là mới đấy ạ. Rất là mới luôn. Đây là đường cổng sáng này, là đường cổng quang ra, và đây là cổng quang cô xoan ra, còn rất là mới luôn, lắp chụp luôn. Thế đây nó có một cái vết nhỏ. Đấy. Đẹp đến 99% rồi. Máy móc thì rất là mới luôn.
rất là mới, toàn sử dụng linh kiện cao cấp này, đây phần digital và đây phần analog các bạn, toàn tụ của Litchicom, tụ cao cấp hết. Đấy, một tụ của nó là 10.000 bi, hai tụ này là 3.300 và một tụ này là 1.000 bi nữa. Đấy. Máy móc thì dinh nguyên bản, mắt đọc theo máy. Mắt đọc tốt không kén đĩa. Một sản phẩm là giá xuất xưởng của nó là 25 triệu đồng. Đấy, mà bây giờ một sản phẩm mới đến 99% như này, đúng không? Là các bác mua với giá 5,5 triệu đồng có xứng đáng để chơi mà. Tuyệt vời quá ạ. Đấy, chứng tỏ là người Nhật người ta chơi sản phẩm rất là giữ gìn các bạn. Quý trọng cái sản phẩm. Rất là đẹp. Rồi. À, thì phần trước tiên thì em sẽ test các chức năng giải mã qua qua đường Alok và qua đường cô Soan, các bác hãy sẽ theo dõi em để em sẽ chuyển. Còn cổng optical là cổng cổng cô Soan, cổng đồng trục thì em cái đầu này nó không có cái đường trục ra, nên em chỉ kết nối với lại đường Alok và đường cổng quang thôi. Đấy. Rồi em chọn đường Alok để giải mã nhé. Đây, các bác chọn đường vào và bấm nút decode này. Đấy. Chức năng giải mã qua đường optical, đường cổng quang đấy, và quyết tạm thanh qua đường analog hoạt động tuyệt vời. Cái phần volume này dành cho đường analog các bác bạn vừa phải thôi, cái tín hiệu âm thanh mà nó vừa thấy những cái đèn đỏ ấy thì nó sẽ bị vỡ tiếng các bác, nó chỉnh vừa phải nhé. Đấy. Và sau đây thì em xin test cái chức năng đọc đĩa CD của chiếc đường này. Thì tất cả khi các bác sử dụng giải mã xong các bác stop, hay các bác dùng đĩa CD xong các bác stop và chuyển sang cái phần sử dụng khác. Đấy, chứ không dùng đến lúc được các bác nhé. Hôm nay chị em cũng xin giới thiệu đến cái CD của Tứ Đại Danh Ca bằng full volume để các bác được thưởng thức ấy. Ở chiếc đầu này là có chức năng ghi đĩa CD, cho nên là nó đọc nó chậm hơn là đầu đĩa CD thông thường.
Đấy. Nhưng mà khi đọc được các bác chuyển bài rất là tốt luôn. Nhận bài ngay. Giờ thì hai
Rồi em xin phép dừng video ở đây. Thì trước đầu này các chức năng hoạt động hoàn hảo, mắt đọc rất là tốt. Và giá của chiếc đầu này là 5,5 triệu đồng em đã bán. Và em còn nhiều đầu sản phẩm khác, thì bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em với số máy là 0907 23269, em ở thành phố Tứ Xuyên, Hồ Chí Minh. Và tất cả các sản phẩm đầu giải mã bên em bán ra thì em được kèm cho bác một cái dây quang để có kết nối với thiết bị ngoài, chẳng như là tivi, thiết bị khác. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp các bác ở video sau.